Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng 9PM với công nghệ tiên phong và giải pháp sáng tạo giúp tạo ra những trải nghiệm thanh toán an toàn, dễ dàng và những khoảnh khắc vô giá. Ngoài ra, chương trình còn tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Tanqueray, Johnny Walker và San Pellegrino. Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình 9PM thử thách cháo ba pha chế. Và tôi là Đức Anh, mọi người hay gọi tôi là Leo. Tôi là Brand Ambassador đến từ Diageo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Theo tôi nhé. Hello, hey, quá lâu rồi, sao rồi? Em khỏe anh, thì là cũng một khoảng thời gian dài rồi, từ cái đợt kỳ thi World Class rồi tới bây giờ mới có dịp gặp lại anh. Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa anh Leo tới CityWide của tụi em. Thì hôm nay anh đến đây với tư cách là cái người host của một cái chương trình. Chương trình đó tên là 9PM và mình có một cái chủ đề đó là cháo ba pha chế. Thì cái thử thách như thế này, đó là em sẽ phải đi đến một cái quán bar. Và tại cái quán bar đó em sẽ làm một cái món cocktail mà cái món cocktail đó mà em cảm thấy là nó đã đại diện cho cái không khí ở cái quán đó, cái vibe của cái quán đó. Thì em thấy sao? Hứng thú không? Em nghe thấy là em bắt đầu hào hứng rồi đó. Khi mà anh nói vậy thì em chợt nhận ra là có một cái quán mà em muốn đến. Đó là quán Firkin với phong cách classy tí xíu, cổ điển, cổ kính nhưng mà vẫn có những cái nét rất là sexy của Firkin. Vậy là em chấp nhận thử thách đúng không? Ok, em chấp nhận. Ok, okay. Chơi thôi. Hello Hưng, hôm nay cơn gió nào mang em đến đây vậy? À, em vừa mới nhận được cái challenge từ challenge show 9PM có tên là Swap Bar. Rồi, không biết là thử thách của mình là gì vậy em? Có thể phổ biến cho anh nghe được không? Thì là em sẽ đến Firkin của mình để mà em có thể làm cái ly nước lột tả được hết cái vai của Firkin thông qua cái ly nước của em. À, tức là anh có thể thử được tài nghệ của em khi mà pha nước đúng không? Nếu vậy thì coi như là vinh hạnh cho em quá. À, có 102, có 102. Ok, cho phép em nha. Mời em vào. Hôm nay em tính làm món gì cho anh vậy? Hôm nay em mang đến đây một cái twist của Ghiblet. Thì tại giống như kiểu là bữa em có ghé qua Firkin của mình tí xíu, thì là sau khi mà em mở cửa ra là đầu tiên em cái gì nó sập vô người trước đúng không? Đúng, thì em nghĩ cái đó cũng là một cái first impression của bất cứ một cái bar nào ở Sài Gòn của mình hoặc là thậm chí trên toàn thế giới. Thì là cái mùi hương, sau khi mà em ngửi vô thì em thấy đây là một dạng classy bar hơi cổ điển tí xíu nhưng mà vẫn mang cái nét sexy của riêng chính Firkin. Ok, em bắt đầu luôn ha. Ok em. Rồi ok, thì là gin led ở đây hôm nay em muốn dùng để kết hợp chung với lại Tanqueray number 10. Tanqueray number 10. Citrus. Không có gì tuyệt vời bằng một ly gin led làm bằng Tanqueray number 10. Perfect. Ok. Thì em sẽ mang đến một tí xíu herbal floral kết hợp với lại citrusy tới từ Tanqueray. Rồi, để làm được cái ly gimlet của mình sweet and sour nhưng mà vẫn thơm theo cái cách riêng của nó. Em lựa lá tía tô làm thứ gì đó quen thuộc với lại gần như là tất cả mọi người Việt Nam của mình. Và đặc biệt là cũng toát lên cái mùi hương riêng của nó. Rồi, ok. Ok, cảm ơn em. Hy vọng là cái ly nước này sẽ có thể lột tả một phần nào cái vibe của Firkin ở đây. Sweet and sour, nhẹ nhàng, mang nhiều hương thơm nhưng mà vẫn giữ cái chất riêng của nó là kiểu strong nhưng mà không có quá boozy. Anh thấy cái mùi hương nó rất là tuyệt vời luôn. Cái này lá tía tô đúng không? Thì nó đi rất là matching với lại cái gin Tanqueray number 10. Và cái mùi hoa cam em sử dụng nó rất là thông minh, chỉ có một chút thôi đúng không? Đúng nó rồi, cũng đúng tạo ra được
những cái mùi citrus. Thì cái đó cũng là cái điểm đặc biệt đem nhấn vô cái ly nước này. Thì mong là có thể là lột tả được hết cái nét đẹp của Firkin. Sau khi mà anh uống xong ly này, anh vừa có một cái ý tưởng cho một cái món cocktail. Thì anh thấy có một quán tên là 419. Thì bây giờ anh có thể nhận cái thử thách đó cùng với em được không? Giờ tụi mình đi qua bên đó. Nghe khá là thú vị đó. Okay, ok, let's go ha. Let's go. Đứng lâu trai mày luôn, cái xong đang ngồi ngẫm. Ơ trời ông ấy mình bữa giờ đi thi vui quá trời, lâu quá chưa gặp anh em cái rồi. Hai bạn tới đây quá trùng hợp luôn. Trời ơi, sự trùng hợp. Mời ngồi. Trời ơi, okay. Trời chiều quá, chiều quá. À, chuyện là hồi nãy Hưng có ghé qua Firkin. Và Hưng nhận lẻ nha. Xong rồi Hưng nhận một cái thử thách ở của chương trình. Và Hưng có làm một món cocktail đặc biệt dành cho quán Firkin. Thì sau khi mà thử xong món cocktail ấy, thì Phúc nảy ra một cái ý định là Phúc cũng muốn ghé qua 419 để mà làm một món cocktail dành cho 419. Tất nhiên. Trời luôn, em cảm ơn anh em vô quầy chơi. Ok. Cái chà, đầu quầy 419. 13. Đơn giản. Đẹp quá ta. Cảm ơn nha. Ok, giờ chung ra ngoài ngồi nha. Rồi, lạ. Hôm nay là được 2-3 tender đánh giá khả năng làm nước nha. Có hơi rung một chút. Ok, thì món Phúc sẽ làm đó là 2 bowl. Thì rượu ngày hôm nay của mình đó là Black Label. Thì tụi mình, ba anh em mình cũng không xa lạ gì về cái chai Black Label này rồi đúng không? Thì nguồn cảm hứng để mà làm ra cái ly 2 bowl này á, thì giống như lần đầu Phúc bước vào trong 419. Thì cái mà đập vào mắt Phúc đầu tiên nó chính là cái cửa. Đúng không? Đi vô mà không biết được là phải đi vô đường nào. Phải rất là kiểu secret luôn. Thì cái secret ingredient mà Phúc thấy là nó phù hợp với lại 419 nó chính là Cocktail Green Tea. Trà xanh. Cộng vào đó thì Phúc cho thêm một chút Pacho Bitter. Mùi cam thảo, rồi mùi hồi đó. Cái này là acid solution, nó cho một chút, chỉ vài giọt thôi, nên nó tạo ra cảm giác refreshing một chút. Cũng là lần đầu đến với 419 thì không biết là có thể nói sơ qua cho em biết là cái 419 là cái concept của mình nó sẽ là về cái gì đâu anh Trung? Thì cái tên 419 khi mà mình nói trong tiếng Anh nó nghĩa là 419, nhưng mà cái tầng ý nghĩa ở đây nó không phải theo hướng là dating này kia, nhưng mà nó là ý nghĩa khi mà khách hàng tới đây chúng ta sẽ được enjoy thức uống và enjoy cái vibe ở 419. Mỗi lần tới thì cái moment ở đó, cái khoảnh khắc ở đó nó sẽ chỉ có một trong một đêm thôi, và những lần sau nó sẽ là những cái khoảnh khắc khác, những con người khác. Thì mình hãy cứ tận hưởng cái khoảnh khắc ở lúc đó đi, đó là ý nghĩa của cái tên 419. Okay. Phần chính, nhân vật chính. À, quá mong chờ. Ok. Thì cảm ơn Phúc. 419. Cảm ơn Phúc. Sao thấy uống thấy thế nào? Ok. Thì đầu tiên thì những cái hương vị spice thì thấy ở đây có thảo mộc đầy đủ những yếu tố mà mình có thể đòi hỏi ở ly highball, vừa refreshing nhưng mà vẫn có cái hậu vị dài của trà với lại mùi thơm từ Black Label. Không chê đâu được Phúc. Cảm ơn Phúc. Nói chung thì đúng, nó làm ở 419 tự nhiên kiểu cái ly nó gợi lại kỷ niệm hồi xưa, cái kỷ niệm mà thi một class đúng là chỉ có một lần duy nhất mà lúc mình thi cái chai là nó đúng. Tại nhiều khi tới bây giờ mà đi thi lại cũng không có còn được cái cảm giác mà hồi hộp như kiểu cái lần đầu mà mình bước vào mình đi đó. Thi một class nữa hồi hộp cái khoảnh khắc đó không bao giờ quên được. Đúng. Nó gợi lại cho chung cái kỷ niệm đó kiểu ùa về. Rất là cảm ơn Phúc luôn. Ly nước quá ok và quá ngon. Quá tuyệt vời luôn anh Phúc ơi, quá tuyệt vời. Vậy giờ sao đây Hưng ha? Sau Firkin, sau 419 em nghĩ là đã đến lúc mình quay về To My City rồi. Come. Đi thôi Phúc ơi.
Ok, wow. Welcome mọi người tới City. Thì là đây là nhà hàng nơi em đang làm. Để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì là em sẽ nhường sân khấu này cho anh Trung. Đây là quầy bar. Wow. Em nghĩ là quầy anh đúng không? Đúng rồi. Em nghĩ là anh sẽ có thể cosplay tốt được những phần mà bander tụi em hay làm. Ok. Em nhường cho anh. Ok, vậy thì mình ngồi luôn ha. À, Hưng ơi, lần đầu tiên anh tới quán của mình. Không biết là em có thể giới thiệu sơ qua nữa về những cái món signature chẳng hạn. Ở đây City, ở tụi em thì là thường thường mọi người sẽ chuộng những cái thứ thức uống dạng như kiểu Fizzy, Bubble. Với lại thêm một phần nữa là tụi em cố gắng để mà tạo ra một concept. Tại vì giống như kiểu là anh biết sau dịch mọi người đều chú ý tới sức khỏe của mình. Nên là thường thường tụi em sẽ cố gắng không có làm những cái thứ gì đó quá bougie, làm cho khách hàng say xỉn. Nhưng mà chỉ làm cho mọi người chill, vui vẻ với nhau cả ngày. Thêm vào đó thì em có thể có thêm những cái thức uống làm từ những cái trái cây lên men, những cái dạng như kiểu là tốt cho da mặt rồi tốt cho sức khỏe. Tại vì thường mọi người sẽ chú ý tới sức khỏe của mình. Tại giống như kiểu cocktail bây giờ không còn phải là một cái thứ gì đó dạng để mà mình say xỉn nữa. Thì qua đây anh Trung, em nghĩ là anh Trung ảnh cũng My style do anh Trung style, thì là anh sẽ làm cái gin tonic đúng theo những gì mà em mong muốn là anh sẽ làm để mang đến những cái vibe của Citywide qua cái ly nước của ảnh. Thơm quá, ngồi đây mà không nghe được cái mùi botanical. Chia nhé. Ok, cảm ơn anh Trung nha. Thưởng thức đi. Ok, em cảm ơn anh Trung. Cảm ơn okay, anh Trung. Okay. Chia. Ok, thì mọi người cảm nhận sao? Phát xít. Ok, thì với ngụm đầu tiên của em, em thấy là ngào ngạt cái hương thơm của mận với lại bubble của tonic. Cái tonic của anh bỏ vô vừa đủ để mà cắt đi cái lượng ngọt của cái món cocktail twist gin and tonic của anh. Em thì sao? Em thì em cảm thấy rất là giữa cái combination của hoa lài với lại mận nó rất là good. Và em cảm thấy thích cái sự kết hợp này. Thì anh sử dụng đây là mật Hà Nội kết hợp với lại jasmine cocktail và top up với lại tonic. Tại vì CY mở từ cửa sớm đúng không? Đúng rồi. Có thể enjoy all day long. Mình có thể uống nguyên ngày luôn cũng được. Đó là một cái long drink. Sau khi mà uống vô thì cảm thấy thoải mái hơn và mình tiếp tục working thôi đúng không? Đúng rồi. Đó là cái anh muốn truyền tải đến mọi người. Sau khi ấn tượng đầu tiên mà anh hello. Ủa? Đây. Qua đây rồi hả? Dạ, không, qua đây chơi thôi chứ. Đây là sân khấu của Hưng mà. Ê, hello anh. Ôi, Phúc luôn. Sao? Hôm nay mọi người tham gia thử thách thế nào? Em trước đi. Em hả? Quá fun luôn à. Kiểu lâu lắm rồi, sau từ class mà em thi chung với nhau rồi mới gặp lại hai đứa. Và cũng bất ngờ là ở quán của em luôn. Ok. Xong rồi Phúc vô pha cho em Phúc, một ly. Phúc thấy sao? Dạ, sau đầu tiên thì em thấy rất là excited Phúc. Có cơ hội được mọi người gặp gỡ lại nhau đúng sau cuộc thi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn Phúc, Hưng thì sao? Còn em thì là thiệt là cái trải nghiệm mới mẻ khi mà em được đi vòng như kiểu là một cái dạng ba tour vậy. Hào hứng hơn nữa là được chòi vô cái quầy bar của mọi người để mà thử thách, để mà đứng sau quầy bar được trải nghiệm, được đóng giả cosplay là một người bartender của quán đó để mà làm món cocktail. Thì cảm xúc của Hưng dâng trào quá, nói quá trời luôn. Anh thấy là hình như em làm cocktail với lại Tanqueray không? Dạ. Vậy nếu mà được chọn một cái loại trái cây hoặc là thảo mộc nào mà em cảm thấy là nó kết hợp tuyệt vời nhất với Tanqueray thì em nghĩ nó là gì? Đối với bản thân em nha, nó là mận. Mận? Dạ. Ok, mận Hà Nội hay là mận miền Nam mình? Mận Hà Nội. Mận Hà Nội. Wow. Có thương con nào ngoài đó hả? Ước gì vậy? Ước gì? Vậy thì Phúc, dạ. em làm món với lại rượu mạnh nào? Em làm với Johnny Walker Black Label. Vậy thì câu hỏi tương tự, nếu mà chọn trái cây hay thảo mộc nào mà có thể kết hợp tuyệt vời nhất với Johnny Walker thì em nghĩ là cái gì? Nếu mà trái cây á thì em nghĩ đó là táo. Táo, tuyệt vời. Ok, cảm ơn Phúc. Thế còn Hưng, em làm với gì? Em làm với lại gin Tanqueray luôn anh. Vậy thì có cái loại thảo mộc nào mà em nghĩ là nó hiện lên trong đầu em ngay lập tức không? Em thích những cái gì đến từ phía Bắc một tí xíu thì em thích hoa sữa. Hoa sữa. Ok, hoa sữa cũng rất là đặc biệt ha. Ồ, lại là hai bạn đều thích những cái loại thảo mộc và trái cây từ phương miền Bắc ha. Hay đó. Rồi, chắc chúng ta sẽ kết thúc cái ngày hôm nay ở đây và chúng ta chào tạm biệt chương trình ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình 9PM Tráo Bar Pha Chế. Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của 9PM thuộc khuôn khổ Flavor Việt Nam và tôi là Đức Anh, Leo đến từ Diageo Việt Nam.
Cheers. Dạ. Cheers. Cheers. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này, dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt.